Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, Ban Giám đốc gồm 25 thành viên của Ngân hàng Thế giới VKB đã bầu cựu giám đốc điều hành Mastercard Ajay Banga, chủ tịch mới của thể chế tài chính này. Ông Banga sẽ đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 2 tháng 6 tới với nhiệm kỳ 5 năm. Tân chủ tịch World Bank, 63 tuổi, được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử cho vị trí này vào cuối tháng 2 vừa qua và là ứng cử viên duy nhất thay thế chủ tịch sắp mãn nhiệm David Malpass, một nhà kinh tế và cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Được thành lập cùng với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại hội nghị Bretton Woods năm 1944, World Bank là tổ chức tài chính quốc tế đặt trụ sở tại Washington và có chức năng cung cấp các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho chính phủ các quốc gia có nhu cầu, cũng như cho một số tổ chức phi chính phủ và các nhóm hoạt động vì môi trường theo các dự án cụ thể. Theo truyền thống, vị trí chủ tịch Ngân hàng Thế giới luôn do một người Mỹ, nước góp vốn nhiều nhất và có tiếng nói quyết định nhất trong tổ chức, đảm nhiệm và được Tổng thống Mỹ đề cử. Hôm qua, Ủy ban châu Âu EC chính thức cấm Ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang 5 nước thành viên Liên minh châu Âu EU, nhưng vẫn cho phép Kiev trung chuyển và xuất khẩu ngũ cốc sang các nước khác trong khối. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Tuyên bố của EC nêu rõ, những biện pháp nói trên nhằm giảm tắc nghẽn về hậu cần liên quan đến những nông sản này tại Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Đây là các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời đối với việc nhập khẩu một số lượng hạn chế các sản phẩm từ Ukraine. Các biện pháp này chỉ liên quan đến 4 loại nông sản là lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương. Từ tháng 5 năm 2022, EU cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc dự trữ qua khối này sau khi các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đen bị phong tỏa do cuộc xung đột với Nga. Theo đó, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã trở thành các quốc gia trung chuyển ngũ cốc Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước cáo buộc tỷ lệ lớn hàng nông sản của Ukraine sau khi được đưa vào EU đã không được xuất khẩu tiếp mà bị bán phá giá trên thị trường, gây ảnh hưởng tới nông dân và các nhà sản xuất trong nước. Hôm qua phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp để chuẩn bị cho một xã hội siêu già. Theo chương trình chăm sóc sức khỏe mang tên Healthier Singapore sắp được triển khai này, người dân sẽ có cơ hội thường xuyên khám sức khỏe và sàng lọc định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Những người cao tuổi sẽ được chăm sóc tại nhà, tại cộng đồng hay trong bệnh viện, tùy theo tình trạng sức khỏe. Ưu tiên tiếp theo của bộ trên là xây dựng dịch vụ chăm sóc cộng đồng, khuyến khích tất cả người dân làm những gì phù hợp với sức khỏe của mình và hỗ trợ quá trình lão hóa trong cộng đồng. Chính phủ Singapore cũng đã thực hiện những biện pháp như cải cách quỹ tiết kiệm trung ương, tăng dần tuổi nghỉ hưu và tuổi tái tuyển dụng, tạo môi trường sống thân thiện với người cao tuổi, giúp người cao tuổi có thể già đi tại chỗ. Cụm tin vắn đáng chú ý sẽ tiếp nối bản tin ngay sau đây. Hôm qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất cho vay qua đêm thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 5-5,25%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của Fed kể từ tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, Fed đồng thời phát đi tín hiệu rằng họ có thể tạm ngừng các đợt tăng lãi suất tiếp theo, qua đó giúp giới chức Mỹ có thời gian đánh giá hậu quả từ các vụ đổ vỡ ngân hàng gần đây. Tuyên bố chính sách đi kèm quyết định này nhấn mạnh các quan chức sẽ nghiên cứu diễn biến của nền kinh tế, lạm phát và thị trường tài chính trong những tuần và tháng tới để đưa ra những chính sách bổ sung, đồng thời không đảm bảo Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại trong cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 6 tới. Theo báo cáo của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 3 năm 2023 giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,5%, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trong toàn khu vực Liên minh châu Âu EU là 6%, không thay đổi so với tháng 2. Số liệu của Eurostat cũng cho thấy thành viên Eurozone có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Tây Ban Nha ở mức 12,8%. Bên cạnh số liệu thị trường lao động khởi sắc, dữ liệu lạm phát tại châu Âu lại không mấy tích cực. Lạm phát tháng 4 tại Eurozone đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng đầu tiên sau 5 tháng giảm liên tiếp trước đó. Số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn SIA cho thấy doanh thu bán dẫn toàn cầu trong quý 1 năm nay chỉ đạt 119,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Intel và Samsung, hai ông lớn về chip bán dẫn, đều ghi nhận quý 1 thua lỗ nặng nề nhất trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các chuyên gia, doanh số bán dẫn ghi nhận giảm trong quý đầu tiên của năm 2023 có thể nói là do tính chu kỳ của thị trường.
trong dịch COVID-19 đã ghi nhận sự tăng vọt về nhu cầu chất bán dẫn, nhất là các sản phẩm chip cho máy tính, điện thoại thông minh. Nhưng sau dịch, nhu cầu hạ nhiệt và dẫn tới số lượng tồn kho chất bán dẫn tăng lên và giá giảm mạnh. Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ ngày càng cao hiện tượng El Nino sẽ diễn ra trong vài tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao và có thể sẽ dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, khả năng El Nino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%, và hiện tượng này sẽ dẫn tới sự thay đổi các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới. Dự báo tác động của El Nino sẽ kéo dài đến năm 2024, và trong 2 năm tới, thế giới sẽ ghi nhận nhiệt độ tăng mạnh. Hiện chưa thể ước tính được hiện tượng El Nino sắp tới có cường độ hay sẽ kéo dài bao lâu. Đợt El Nino năm 2018-2019 khá yếu, nhưng đợt trước đó, giai đoạn 2014-2016, lại là một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng diễn ra, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc khuyến cáo các nước cần chuẩn bị các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân trước tác động của hiện tượng El Nino. Theo CNN, kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra hơi nước xung quanh một hành tinh đá ngoài hệ mặt trời, quay quanh một ngôi sao nằm cách trái đất 26 năm ánh sáng, có tên gọi là JG486b. Hành tinh này lớn hơn trái đất khoảng 30% và có lực hấp dẫn bề mặt mạnh hơn nhiều so với hành tinh của chúng ta. Nó quay quanh một ngôi sao và hoàn thành một vòng quỹ đạo sau 1,5 ngày, tính theo thời gian trái đất. Khoảng cách gần giữa hành tinh này và sao chủ khiến nó có nhiệt độ bề mặt là 800 độ F, 430 độ C. Sự hiện diện của hơi nước có thể là dấu hiệu cho thấy GJ486B bằng cách nào đó có bầu khí quyển riêng, bất chấp nhiệt độ cao và vị trí rất gần sao chủ. Dù hơi nước trước đây đã được phát hiện trên các hành tinh khí, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy khí quyển xung quanh một ngoại hành tinh đá. Giới khoa học hiện đang tiếp tục nghiên cứu về sự xuất hiện của hơi nước này. Các nhà nghiên cứu và các chuyên gia năng lượng của Australia vừa đưa ra một mô hình mới mà trong đó mọi ngôi nhà ở xứ sở chuột túi đều được lắp các tấm thu năng lượng mặt trời, có một ô tô điện và các bể bơi được làm nóng bằng năng lượng tái tạo. Tiến sĩ Gabriel Cooper, chuyên gia về tài nguyên năng lượng phân phối tại Viện Phân tích Năng lượng, Kinh tế và Tài chính Australia, cho rằng mô hình này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của các gia đình và doanh nghiệp, mà còn của cả hệ thống điện rộng lớn hơn, từ đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Theo bà, thời gian cao điểm của việc sử dụng điện là từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, nếu các hộ gia đình sử dụng các tấm thu năng lượng mặt trời, chúng sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời vào giữa ngày và cung cấp năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm nói trên, đồng nghĩa với việc giảm chi phí tiền điện. Tiến sĩ Cooper cũng đề xuất việc thành lập các nhà máy điện ảo trong tương lai. Đó là một mạng lưới các nguồn năng lượng phân phối, không chỉ năng lượng mặt trời trên mái nhà, mà còn cả pin, ô tô điện và thiết bị thông minh hoạt động như một nguồn cung cấp năng lượng. Nghiên cứu cho thấy giá trị lớn nhất của việc lưu trữ pin và năng lượng mặt trời trên mái nhà là cung cấp nguồn điện tại chỗ, đồng thời giảm thiểu được chi phí mạng và chi phí bán lẻ. Ấn Độ hiện là quê hương của cây cầu đường sắt cao nhất thế giới, bắc qua con sông Chenab giữa hai vùng Jammu và Kashmir ở miền bắc nước này. Ước tính cây cầu này cao hơn tháp Eiffel của Pháp khoảng 29 mét. Cây cầu được đặt tên theo con sông Chenab này cao 359 mét và dài hơn 1.300 mét, là một phần của dự án giúp cho mạng lưới đường sắt Ấn Độ có thể tiếp cận thung lũng Kashmir. Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết sau nhiều thập kỷ xây dựng, cầu Chenab sẽ mở cửa đón du khách vào cuối tháng 12 năm 2023 hoặc tháng 1 năm 2024. Theo giới chuyên gia, khả năng kết nối bằng tàu hỏa trong mọi điều kiện thời tiết giữa Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ sẽ đặc biệt thúc đẩy các ngành công nghiệp và nông nghiệp của khu vực. Trước đây, tuyến đường bộ duy nhất nối các khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát với phần còn lại của đất nước là đường cao tốc quốc gia Srinagar-Jammu dài 300 km. Tuy nhiên, tuyến đường này thường phải đóng cửa vào những khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của mùa đông và cũng thường là điểm đen của tai nạn giao thông. Bản tin thời sự quốc tế sẽ được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.